theo tôi nói tới chính sách nhập khẩu. Vậy ta lưu ý nè, các quốc gia đều đưa ra giải pháp đối với nhập khẩu là làm gì? Hạn chế nhập. Nhưng mà khi ta hạn chế nhập, tức là ta hạn chế xuất của nước người ta, có đúng không? Cho nên tôi lưu ý một điều quan trọng, đó là phải hết sức cẩn thận, linh hoạt, khéo léo, uyển chuyển là nguyên tắc chính trong chính sách ngoại thương. Vì nếu không thì ta sẽ phải gặp phải chính sách trả đũa của nước khác. Mà với một nước nhỏ như Việt Nam, ta mà bị trả đũa, ta không sống nổi, đúng không? Mệt lắm đó, đúng không ạ? Và hơn nữa, đó là có thể làm cho người tiêu dùng trong nước, trong ngắn hạn đó, có thể sẽ bị thiệt hại nếu mà ta bảo hộ cho những ngành yếu kém quá ở trong nước. Có đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như điển hình hiện nay, một trong những ngành mà ta đang bảo hộ quá nhiều, mà ngành đó lại là ngành cực kỳ yếu kém, đó là ngành ô tô. Các anh chị có biết là hiện nay người Việt Nam với mức thu nhập chỉ ở mức trung bình thấp của thế giới. Trung bình nó có 3 mức đó, mình lợi trung bình thấp ha. 1.000 đô mà là trung bình thấp. Tại vì trung bình nó là 6.000, trung bình cao nó là trên 10.000. Đó, thì mình đang ở mức là trung bình thấp. Không, trung bình thấp mà nó có 3 mức là trung bình thấp, trung bình và trung bình cao. Vậy thì mình lợi trung bình thấp, nhưng mà mình đang mua xe ô tô với giá đắt nhất thế giới. Giá xe ô tô tại Việt Nam đắt nhất toàn thế giới. Tôi đi nhiều nước tôi thấy không nước nào mà giá ô tô đắt bằng Việt Nam. Chưa có nước nào tôi thấy cao bằng Việt Nam hết. Ví dụ như xe ô tô Mercedes sản xuất tại Việt Nam giá 56.000 đô. Mercedes các anh chị đi sang châu Âu giá chỉ có 30.000 đô. Sang Bắc Mỹ giá chỉ có 28.000 đô. Sang Singapore giá cũng 32.000 đô. Ở Việt Nam 56.000 đô. Khủng khiếp luôn. Mà lý do là vì cái gì? Là vì bảo hộ nha các anh chị. Và ở đây tôi lưu ý, đó là mặt khác, đó là ta còn có thể gặp phải cái sự trả đũa. Tôi ví dụ đơn giản thế này nè, đó là cái này tôi nói chưa nhỉ, tức là chính phủ Nhật tuyên bố đó là tăng thuế nhập khẩu đối với hành tiêu tỏi ớt từ Trung Quốc xuất khẩu sang Nhật. Mới nói ngày hôm trước, ngày hôm sau đại diện của chính phủ Bắc Kinh ngay lập tức phát biểu, đó là vậy thì chính phủ Trung Quốc sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với laptop nè, máy chiếu, projector nè, ở các hàng điện tử khác với những đầu karaoke, đầu CD, đầu DVD, các loại hàng điện tử như là máy giặt, máy lạnh, tủ lạnh, TV, vân vân. Còn thòng thêm một câu, coi nước nào thiệt hại nhiều hơn. Và các anh chị biết là Trung Quốc là nước lớn ha, cho nên Trung Quốc đâu có sợ. Và các anh chị biết là khi Trung Quốc tuyên bố vậy, cuối cùng Nhật có dám tăng thuế không? Không, Nhật Bản lặng lặng im luôn đó các anh chị, không tăng thuế nữa đó. Vì vậy cho nên là tôi nói, tại vì Trung Quốc là nước lớn mới dám làm vậy. Việt Nam mình nước nhỏ có dám tuyên bố bây giờ tăng thuế nhập khẩu đối với hàng Trung Quốc vào không? Không, Nhật mà không dám làm huống hồ gì Việt Nam, đúng không? Cho nên là các anh chị hình dung, mà cái cuộc chiến tranh về ngoại thương là tôi nói có cuộc chiến tranh không dứt các anh chị. Tôi ví dụ như là khi mà Mỹ kiện mình là phá giá, đó là cũng là một cuộc chiến tranh ngoại thương mà các chị thấy mình đâu có dám trả giá, trả đũa cái gì đâu. Không có nói rằng gì hết trơn ha, mình chỉ có năn nỉ à. Đúng không, năn nỉ rồi cái may mà mình đưa ra lý do này, lý do nọ, cái người ta giảm thuế cho mình được chừng nào hay chừng đó. Chính vì vậy cho nên là các anh chị lưu ý giùm tôi, chính sách thì nó là như vậy. Nhưng mà để đi vào thực tế được một cách có hiệu quả thì thực ra mà nói là cách tốt nhất đó là phải kêu gọi và thực thi cho được cái tinh thần yêu nước, yêu dân tộc của người Việt Nam. Tức là người Việt Nam phải tự giác tiêu dùng hàng Việt. Ta hãy nghĩ một cách đơn giản, ta đang tiêu dùng hàng Việt là ta tạo công ăn việc làm cho người Việt Nam. Mà người Việt Nam đó biết đâu có thân nhân của mình, có đúng không? Còn nếu bây giờ ta rủ nhau ta tiêu dùng hàng ngoại, cuối cùng ai có việc làm? Người nước ngoài có việc làm, còn người Việt Nam từ từ mất việc. Thất nghiệp dài dài thì tôi hỏi chuyện gì sẽ xảy ra? Ta có còn tiêu dùng hàng ngoại được nữa không? Không, nó sẽ dẫn đến một nghịch lý. Sau đó tôi nói tiền mà mua lương thực thực phẩm còn không có nữa, nói gì tới tiêu dùng hàng ngoại, đúng không ạ? Vậy cho nên là ta phải lưu ý điều đó. Đó là giải pháp tốt nhất. Giải pháp thứ nhì tôi lưu ý đi kèm luôn, đó là gì? Phải bắt buộc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Bằng cách làm sao để cho doanh nghiệp trong nước có thể tự chủ được trong sản xuất. Tự chủ tức là sao? Ta phải có nguồn nguyên liệu ổn định.
không phụ thuộc vào một quốc gia mà phải có đa phương hóa cái nguồn cung ứng nguyên liệu. Để chi vậy? Để họ cạnh tranh lẫn nhau thì giá mới rẻ được. Còn nếu mà ta chỉ nhập từ một nguồn đó, thì chắc chắn là giá nó không rẻ nha các anh chị. Cái thứ hai nữa đó là các doanh nghiệp trong nước phải từ từ nội địa hóa cái nguyên liệu của mình đi. Giống như Trung Quốc vậy đó. Trung Quốc tại sao mà họ dám phá giá nội tệ tới 70%? Là vì họ biết các doanh nghiệp trong nước có đủ khả năng cung ứng nguyên liệu, cho nên họ mới phá giá tới 70% một lúc. Từ đó đã làm thay đổi toàn bộ cục diện cán cân thương mại của Trung Quốc suốt từ năm 94 tới giờ. Thì các anh chị lưu ý điều đó nha. Tức là ta chỉ có một cách duy nhất là vậy thôi. Tức là phải nâng cao năng lực của mình. Và thứ hai đó là phải làm sao để cho người Việt Nam phải yêu thích chính sản phẩm của mình. Tại vì tôi nói là với một thị trường mà 86 triệu người có phải là nhỏ không? Không nhỏ đâu ạ. Thị trường tiêu thụ cũng được lắm ha. Tôi lấy ví dụ đơn giản, ngành sản xuất vật liệu xây dựng, từ gạch cho tới các loại trang trí nội thất khác, mà nếu người Việt Nam mà chịu tiêu dùng hàng Việt, các doanh nghiệp Việt Nam có sợ thất nghiệp không? Không. Không sợ thất nghiệp, không sợ phá sản. Tôi chỉ cần nhiêu đó à, đúng không? Cho nên là ở đây tôi lưu ý là với một nước nhỏ như mình á, những giải pháp khác chỉ là ngắn hạn. Giải pháp về lâu về dài phải là ý thức của người Việt Nam và năng lực của chính các doanh nghiệp Việt Nam nha các anh chị. Rồi như vậy là đến đây ta ở đây tôi có đưa cho các anh chị coi cái cán cân thương mại của Việt Nam từ 1996 tới 2008 nè. Tại hết chỗ rồi, tôi không cập nhật được cái 2009. Để có gì mà mất tôi xóa bớt ở trên, tôi cập nhật ở dưới thì được. Rồi các anh chị về nhà coi nha. Vậy là ta còn có hai phần ha, là phần cán cân thanh toán và phần chính sách vĩ mô trong nền kinh tế mở. Các anh chị về nhà coi.